Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục làm một hành trình đi bắt ong nữa nha các bạn. Thì hôm nay mình đi hai người, một người đi trước nữa các bạn. Thì hôm trước mình làm một cái clip bắt ong mà không có các bạn, khu vực đó không có. Bây giờ mình chuyển hướng qua đến cái một địa điểm khác nha các bạn. Coi thử cái địa điểm này nó có ong nữa hay không, nếu mà có thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Có một người đi trước kìa. Chào ơi, chào bạn. Giờ mình tiến hành mình đi vào trong cái vườn tràm này coi thử có hay không nha. Có mình sẽ quay cho các bạn coi cái ổ tổ ong đó nha các bạn. Giờ mình tiến hành đi nha các bạn. Đây bạn, mới vô được thấy một tổ các bạn, mà sao nhìn nhỏ quá bạn ơi. Đây, thấy không? Để mình lấy cái cây mình kiểm tra coi thử nó có mặt không, có mặt không nha các bạn. Hết mặt không? Nó ít chứ các bạn. Khô mặt rồi bạn ơi, khô mặt rồi thôi thả, lấy sáp được, được khỏi có luôn, lấy sáp đây, lấy sáp đây cầm đây, sáp đây hả? Ừ, lấy cho ông hòn được. Khô mặt các bạn ơi, nhưng mà mình lấy cái tàn này về nha, tại vì có người dặn lấy về cho người ta xin á, xin cái tàn này nè. Khô mặt chưa? Khô mặt rồi. Khô còn ít nữa. Còn ít à. Ôi ơi, thấy. Mình lấy tạm đỡ nha. Tại vì người ta xin cái tàn là mình buộc mình phải lấy chứ không mình thả nó rồi nha các bạn. Được một tổ nha. Kệ. Kệ lấy hết đầu hơn được. Khi nào gặp tổ tiếp mình sẽ quay các bạn xem nữa nha. Được một tổ nhỏ các bạn. Mình bỏ bọc nha. Tại vì người ta dặn có khi mà nào có tàn á đem về cho người ta thì mình người ta xin á, cái gì mình đem về được nha, chứ không mình cái tổ này nó cũng có bật nhiều rồi, mình định bỏ mà thôi, cái gì cho tàn cho người ta nha các bạn. Mình đi tiến hành đi tiếp nha. Đây bạn ơi, mới gặp được một tổ nữa các bạn, mà sau vùng này nó tổ ong nó nhỏ nhỏ không bạn ơi. Đây thì trước mắt á, mình quay cho bạn xem này. Rồi có mặt ngon á, mặt ngon á. Đây các bạn, giờ mình tiến hành để nó nha các bạn, hơi xíu à. Đây cũng mặt nó cũng ổn rồi các bạn. Hòa vô, hòa mạnh vô. Còn mặt không? Nó bỏ nó cũng hiu hiu ta. Mặt á, mặt có được không? Thôi được rồi, bắp ra thôi. Bắp mình trước thôi. Ngậm miệng á. Sợ à? Ừ. Không sao đâu. Tổ nha các bạn. Tổ này con nhỏ à, hình như là mặt nó cũng muốn hết các bạn ơi. Ông một côi. Ừ, ở đây ra ông nhỏ không ạ? Hình như là không có mặt luôn các bạn ơi. Có ít quá. Rồi thôi bỏ đỡ vô vào bọc nha các bạn. Các bạn mới thấy được một tổ các bạn.
Tôi nằm trên kia các bạn. Không ngang bên tay của mình á. Cao lắm. Để rồi mình lên mình để xuống cho các bạn xem nha. Đúng các bạn ơi. Cũng to lắm nè. Nhánh này nhánh nhỏ quá. Được tối nha các bạn. Bây giờ mình leo xuống nha. Tổ này khó lấy quá. Nè, nó bị tét mặt hết rồi các bạn. Bây giờ mình đi xuống nha. Nhiều mặt hết. Đi xuống bỏ bọt nha các bạn. Đây bạn. Mình mới leo trên đó. Để nó xuống. Cái cây nó ốm nhách như leo sợ quá các bạn. Leo xuống mình được tổ này nè. Xuống mà nó bị cái mặt nó bị bể hết rồi nè. Uổng quá. Rồi mình bấm tỉ gọn lại nha. Tỉ gọn lại không mình bỏ bọc nó nha. Tại vì cái tàn của nó mình bỏ lại rồi. Tàn nó cũng già các bạn. Quá đã. Xây xây quanh kia cho các bạn xem. Đây thấy cục mặt nó chưa. Đó, đó là kiểu luôn. À. Rồi đó. Đó nha. Ừ. Bấm xay 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 nhiều mặt hết uống rồi. Xay được không? Rồi. Đúng rồi. Rồi. Ok các bạn. Quá đã. Quá đã luôn. Bỏ này ra. Lấy dư không ta? Không dư rồi. Lấy cái bị đi, bây giờ lấy cái bị. Bỏ vô, bỏ vô. Lấy cái bị đi. Không vừa. Bây giờ lấy cái bị kia mình trồng vô. Ê, bạn ơi, bạn mình mới vừa thấy một cổ trên ngọn nè. Chốc quốc lên cao đó các bạn. Nhưng mà cái thân này nó ốp á. Bây giờ mình níu xuống mình bẻ luôn nha. Mình níu xuống. Níu xuống được rồi chặt luôn. Giờ mình tìm cách nữa. Đi xuống nha, cái tổ nó nằm trên cốc bóc bên kia các bạn ơi. À, nhưng mà cái tổ này nó cũng nhỏ các bạn. Nhỏ xíu à. Để bây giờ chỗ ông tăng quá. Tập tổ nào bị tổ đó luôn các bạn. Giờ mình đi xuống mình bị nha. Đây bạn nè, mình mới vừa nếu nhanh xuống rồi các bạn. À, khó vô đây không? Bây giờ mình bà khó vô nha các bạn. Đủ ông chú có ông chú rồi các bạn nè. Ông thằng chú bắt ông chú ra. Bắn gì nữa. Con mãi mặt à. Còn mặt. Còn mặt. Còn mà đều nhỏ quá. Không. Còn. Ấy à. Còn mà mình nhỏ. Chưa thả mặt đâu. Thả ông ta nó chưa lấy mặt đúng không? Nó mất tượng à. Mất tượng à. Mà được có mặt. Có mặt các bạn à. Sao bị không? Yeah. Bị không? Mặt nhiều không? Không được. Còn có cục mặt. Thôi đóng tên lên. Đây đây ha. Thôi một coi bên kia, coi bên không bên kia. Nè mặt này. Nào không được. Bác. Nè. Mới nhỏ mặt à. Ừ. Mặt là cái đèn này thấy không? Thôi mình bể luôn đi. Thôi mình không bể người ta cũng bể ra các bạn ơi.
Không được, bộ mặt này con nhỏ à. Ấy à. Thôi không. Nó mơ. Ừ, không được nè. Tại vì tổ này tổ mồ côi. Tổ ông này mồ côi nữa các bạn nè. Giờ mình bỏ vào bị nha. Chào bạn, giờ cũng chưa các bạn, giờ anh em mình chuẩn bị đi về nha các bạn. Mình đã từ sớm giờ được một tổ nha các bạn, một tổ trang bị này và mấy tổ nhỏ nữa, ba tổ nhỏ nữa các bạn. Thì sáng giờ đổ mồ hôi luôn. Thì clip mình xin đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn cảm thấy hay thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm clip mới nha mẹ. Cho những clip đi bắt ong ruồi hay hơn nữa nha các bạn ơi. Giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye.